Kính bạch chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội thảo, kính bạch chư tôn đức, thưa quý vị khách quý, quý vị đại biểu, tôi xin phép được tóm tắt trình bày tham luận của mình với chủ đề là sự ảnh hưởng tư tưởng của Phật giáo đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời đại của Lý Trần. Chúng tôi xin được nêu một cách rất là tóm tắt trong cái bài phát biểu của mình về một số ảnh hưởng về tư tưởng Phật giáo đến việc xây dựng nhà nước cũng như tư tưởng trị quốc của các vua thời Lý Trần. Như chúng ta cũng đã biết, sự kiện Lý Công Uẩn lên ngôi lập triều đại nhà Lý không thể không nhắc đến sự tham gia của thiền sư Vạn Hạnh trong lịch sử lập quốc của triều đại nhà Lý. Thiền sư Vạn Hạnh là thầy của Lý Công Uẩn, người đã thuyết phục vua dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long và thành lập nền độc lập trong triều đại nhà Lý rất là cực thịnh trong lịch sử của nước nhà. Đến thời kỳ nhà Trần thì sự xuất hiện của các vua nhà Trần đều là những vị minh quân xuất gia hoặc làm cư sĩ, đã làm cho lịch sử nhà nước phong kiến Việt Nam nói chung và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói riêng trở nên đặc biệt. Những vị vua xuất gia và hộ đạo trong đạo Phật đã gây lên tiếng vang lớn, đưa tư tưởng Phật giáo trở thành yếu tố tâm lý liên kết, đoàn kết toàn dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vua Trần Thái Tông lên ngôi năm 8 tuổi và ông tự nghiên cứu kinh sách, thâm nhập kinh điển và trở thành một vị vua là khuyên bác về Phật học cũng như lấy tư tưởng của Phật giáo trong cái sự cai trị đất nước của mình. Các thiền sư Giác Hạnh, Túc Lự, Ứng Thuận, Đại Đăng đều là những nhà thiền sư giúp cho vua Trần Nhân Tông để nối ngôi, để làm ngũ tổ của thiền sư và từ đó là phát triển Phật giáo trong triều đại nhà Trần, góp phần xây dựng cho sự phát triển của giáo hội. Vua Trần Minh Tông là con thứ tư của vua Anh Tông cũng chuyên trì ăn chay niệm Phật. Hào khí Đông A của thời đại nhà Trần đã làm nên những thành công gian dội trên mặt trận bảo vệ tổ quốc, chống giặc ngoại xâm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chính sách trị quốc của các bậc minh quân thời Lý Trần đa số đều hướng đến hạnh phúc của nhân dân. Các vị vua với tư tưởng vô ngã, không tham đắm quyền lực nên đất nước luôn được thanh bình. Nhân dân được hưởng những lợi ích thiết thực trong nền kinh tế xã hội phát triển bền vững. Tư tưởng này chính là sự ứng dụng tư tưởng Bát Nhã, đồng thời cũng là cách nhập thế tu hạnh Bồ Tát với tinh thần từ bi, cứu khổ, hộ quốc, an dân. Về tư tưởng trong việc tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý Trần mang những đặc trưng cơ bản của bộ máy nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Quyền lực được tập trung về vua, và vua sẽ phân bổ ra các cái bộ và các cái vị quan dưới của vua và chịu trách nhiệm điều hành bởi quyền lực của vua. Nhưng có thể thấy rằng trong thời đại đó, các vị thiền sư của Phật giáo đã đóng góp trong nền tảng chính trị, trong nền tảng trị quốc rất quan trọng. Và chúng ta thấy rằng cái tư tưởng của các bậc thiền sư như trong đó có trong sự phát triển Phật giáo Trúc Lâm thì nền tảng cơ bản cho sự nghiệp hoằng pháp lệ sinh. Một điểm nhấn ấn tượng lớn trong công tác quản lý hành chánh sơ khai của Phật giáo Việt Nam đó là việc thiền sư Pháp Loa tiến hành công việc quy định các chức vụ trong giáo hội, kiểm tra tự viện và làm sổ tăng tịch. Vì đây là chúng ta có thể thấy rằng triều đại phong kiến nhà Trần thì sự phát triển của Phật giáo cực mạnh, cực thịnh từ thành thị đến thôn quê. Và sự phát hiện xuất gia tu hành của chư Tăng lúc bấy giờ cũng rất đông. Nếu không có một cái tư duy kiểm soát thì rất là khó khăn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy tuy là cái thời đó, thời phong kiến, nhưng thiền sư Pháp Loa đã hình thành nên một cái cách để quản lý
chư tăng, đó là lập sổ tăng tịch, kiểm soát sự tu tập của chư tăng. Và điều này nó cũng góp phần rất quan trọng trong việc quản lý hành chánh của một đất nước mà Phật giáo là quốc giáo. Trong tư tưởng nhập thế vô ngã tùy duyên phụng sự đạo Phật của Du Lý Trần và các thiền sư hoạt động thể hiện rất rõ qua sự tham gia, thậm chí là tham gia sâu vào đời sống chính trị, nhưng đặc biệt là các ngài không giữ chức vụ hành chánh, không quản lý và chỉ sinh hoạt ở tại chùa khi cần thiết mới xuất hiện. Đây cũng là một trong những cách thức đẩy vai trò và sự phát triển hưng thịnh của Phật giáo, nhưng vẫn hòa hợp tùy duyên với các tôn giáo khác mà không có sự chống trái. Kế đến là chúng ta thấy trong việc ban hành và quản trị đất nước bằng pháp luật không phải là chủ trương do Phật giáo khởi xướng, mà đây là xuất phát từ những tư tưởng pháp trị có từ thời phong kiến rất xa xưa và chịu ảnh hưởng đến thời Bắc thuộc cho đến nhà nước phong kiến độc lập sau này. Cho đến là tuy nhiên các chính sách pháp luật được ghi lại rất nhiều điểm sau này của các vị vua minh quân đã thể hiện rất rõ trong cái tư tưởng của Phật giáo, lấy đạo đức, lấy từ bi, lấy nhân bản làm nền tảng để cai trị. Đặc biệt là thời Lý Trần, chúng ta thấy trong bài viết của Hoàng Xuân Hãn viết về Lý Thường Kiệt thì ông ta nói đời Lý có thể gọi là thuần từ trong chính sách cai trị của mình nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Điều này là do ảnh hưởng Phật giáo. Và cái từ bi đó chúng ta thấy rất rõ trong khi vua Lý Thái Tổ tha tội cho Nùng Trí Cao, rồi Lý Thánh Tông cũng không giết vua chim. Và đặc biệt là vua Lý Thánh Tông với tư tưởng ảnh hưởng từ bi của Đạo Phật. Và ông nói rằng trọng thương dân như thương con của mình. Dân không biết nên phạm tội, ta rất thương. Từ đây, bộ hình nên có một cái khung giảm hình phạt đối với những người dân không biết mà phạm tội. Đây là một điều rất đặc biệt. Và cũng Lý Thánh Tông đã cảm nhận được cái mùa lạnh. Ông nói rằng trẫm ở trong cung mặc áo ấm mà còn thấy lạnh, còn dân nghèo, những người tù thì ra sao? Trẫm rất thương, cho nên ngài truyền lệnh là cấp áo ấm cho người tù, cho họ ăn một ngày hai bữa. Đây là một tư tưởng từ bi rất cao. Và ngay cả Hồ Chủ tịch cũng đã thể hiện rất rõ cái tư tưởng này khi cởi một chiếc áo của mình cho một viên sĩ quan người Pháp ở trong tù. Thì đây là những cái điều mà chúng tôi cho là rất đặc biệt. Rồi các cái tư liệu cũng đều để lại một cách rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Ngay cả những cái lần xuống ban hành chiếu chỉ của vua cũng luôn luôn thực hiện cái tinh thần từ bi và cứu khổ cho chúng sinh. Để có thể đúc kết tóm tắt cái bài viết của chúng tôi thì chúng tôi xin được tóm tắt cái tư tưởng như thế này. Phật giáo Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn phát triển rực rỡ, luôn đồng hành với quá trình phát triển của đất nước. Trong suốt lịch sử ấy, Phật giáo luôn thể hiện tinh thần nhập thế với những đóng góp lớn lao, không những về mặt tư tưởng trong xây dựng đất nước mà còn là những đóng góp thiết thực cụ thể ở mỗi lĩnh vực trong đời sống xã hội. Hệ thống tư tưởng triết học Phật giáo xây dựng nhà nước, pháp luật, thời Lý Trần đã góp phần quản trị đất nước và đưa đất nước đến thời kỳ phát triển ở đỉnh cao. Bên cạnh việc thi hành và ban hành các chính sách, quyết định mang tinh thần từ bi, hỷ xả vô ngã của các vua Lý Trần, vẫn có sự đấu tranh tư tưởng của các nhà nho, nhưng và cuối cùng cũng đã có cái sự đồng thuận rất cao trong việc lấy đức để trị trong thời kỳ đó. Một trong các giá trị đặc trưng của Phật giáo thời Trần là các vua Trần là những Phật tử thuần thành, là những hành giả thâm chứng Phật Pháp, chủ trương không xa rời cõi đời cùng gánh vác việc đời. Các vua Trần đã thiết lập thể chế chính trị được xây dựng trên tinh thần từ bi, đạo đức khoan dung của Đạo Phật, khiến cho trật tự xã hội vô cùng ổn định.
Nhờ đó đã gắn chặt khối đại đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống tự lực tự cường của dân tộc, bảo vệ giang sơn, xã tắc của Đại Việt. Điều này thể hiện qua hội nghị Diên Hồng, Bình Thang chung đánh giặc ngoại xâm, qua đó cho thấy Phật giáo thời Trần đóng một vai trò chủ đạo và then chốt trong điều hành đất nước, thể hiện qua rõ nét của mình trong tư tưởng của Phật giáo. Chúng tôi xin được kết thúc cái trình bày tham luận của bài viết của mình. Xin trân trọng cảm ơn.